Hôm nay nhân dịp có chiếc màu trắng chuẩn bị giao cho khách hàng thì em cũng muốn làm một video quay về chiếc xe màu trắng này cho anh chị, tại vì cũng có rất là nhiều khách hàng đang quan tâm tới phiên bản Outlander tiêu chuẩn này và cũng như là phiên bản màu trắng. Thì em cũng sẽ giới thiệu tổng quan lại về chiếc xe cũng như là các chương trình đang được hỗ trợ trong tháng 10 này. Đầu xe vẫn là một thiết kế quen thuộc của Daihatsu Mitsubishi, trang bị đèn bi halogen. So với phiên bản premium sẽ là đèn bi LED, cùng với đó là đèn sương mù halogen. Tổng quan về chiếc xe thì rất là hài hòa cũng như là mang hơi hướng thể thao, phù hợp cho các đối tượng khách hàng trẻ cũng như là các gia đình trẻ hiện nay. Xe thì được sử dụng là mâm xe 18 inch đa chấu, giống hai phiên bản đều giống nhau hết. Đó. Trang bị tay nắm cửa mạ chrome. Phiên bản này thì chưa có cam bass 60 như phiên bản premium. Rồi, mình đi về phần đuôi xe. Đến thì mình sẽ đi nhìn tổng quan về phần đuôi xe anh chị em ha. Thì điểm đầu tiên mà đuôi xe vẫn đang thiếu chính là cảm biến gie. Thì cái phần này thì mình có thể trang bị thêm được. Kết hợp với đó là đã có camera gie. Cốp thì vẫn là cốp cơ, chưa phải là cốp chỉnh điện anh chị em ha. Rồi, về phần tổng quan thì phiên bản này chưa có trang bị thêm cửa sổ trời, nhưng mà nó rất là thực dụng cho anh chị em khi mà đáp ứng được nhu cầu của mình khi đi 5 chỗ hay là 7 chỗ. Đến thì mình cùng khám phá khoang nội thất bên trong. Đây là cửa bên tài, tay nắm cửa bên trong đã được mạ chrome. Vô lăng thì bọc da anh chị em ha. Đó, đây là bộ ghế da được nhà máy tặng cho phiên bản CVT tiêu chuẩn. Đây là tổng quan về phần trung tâm của chiếc xe. Xe thì được trang bị là hai túi khí. Em sẽ quay cận cảnh cho một số chị em cùng quan sát về vô lăng này, lại chuyển số, đàm thoại cánh tay, cruise control, điều hòa tự động. Đó, đây là hộp số CVT của chiếc xe. Xe được trang bị phanh tay điện tử cũng như là trang bị thêm auto hold, một trong những tính năng không thể thiếu cho chiếc xe ngày hôm nay. Tiếp đến là về hàng ghế số 3 đã được gập phẳng. Phía sau thì có trang bị thêm cổng điện 12V, có các khay để đồ cũng như là để nước cho anh chị em. Đó, mình cùng quan sát tổng thể về bên trong chiếc xe, rất là rộng rãi và thoáng mắt anh chị em ha. Anh chị em nào đang có nhu cầu thì cứ liên hệ em để được tư vấn cũng như là báo giá tốt nhất. Thì đây em sẽ show cho anh chị em về chương trình của tháng 10 cũng như là các chương trình trả góp ha. Hiện tại khi anh chị em mua phiên bản Outlander tiêu chuẩn thì sẽ được tặng một bộ ghế da, kèm theo đó là hỗ trợ thuế trước bạ 42 triệu. Phiên bản Premium sẽ được tặng bộ cam 360 độ, đi kèm với đó là hỗ trợ thuế trước bạ trị giá là 48 triệu. Ngoài ra thì đang có các gói vay lãi suất rất là hấp dẫn cho anh chị em, có thể là 0% hoặc là lãi suất cố định 3 năm chỉ 6.3% thôi. Anh chị em hãy gọi trực tiếp cho em để được tư vấn và báo giá. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em.